Hồng trên ngực trái preview tập 44. Vì Khuê bảo bị đuổi việc, chán nản định ra nước ngoài, khiến Khuê vô cùng lo lắng. Quý vị khán thính giả thân mến, preview Hoa Hồng trên ngực trái tập 44 được lên sóng. Trích đoạn giới thiệu tập 44 khiến khán giả vô cùng phấn khích khi hai anh em Bảo và San đã khiến Khuê một fan tưởng như tan nát con tim. Ở tập 44, Thái đã xin phép mẹ để được nhận anh em với Khang, muốn Khang danh chính ngôn thuận trở thành em trai của mình. Bà Hồng đã đau đớn trước những lời mà Thái nói. Khuê đã đến nhà Thái để tiện chăm sóc anh. Đúng như Khuê nói với Bảo ở tập 43 là Khuê sẽ không liên lạc với Bảo nữa. Bởi Khuê không liên lạc, Bảo đã rất sốt ruột, anh chủ động gọi cho Khuê trước. Đúng lúc Khuê đi đánh răng rửa mặt, Bống cầm điện thoại, đang xem ảnh cả nhà đi du lịch thì Bảo gọi tới. Bống bấm tắt máy và gửi cho Bảo tấm hình cả nhà chụp chung với nhau. Có lẽ Bảo đã nói với San về việc Khuê không liên lạc với mình để thử xem cô bạn chí cốt của mình có tình cảm với anh trai mình hay không. San đã nói dối Khuê là trong thời gian qua vì Khuê không quan tâm, Bảo buồn mà bỏ bê công việc tới mức bị đuổi việc, Bảo chán nản nên muốn ra nước ngoài sinh sống. Biết tin này, Khuê vô cùng áy náy đến gặp Bảo. Cô rất lo lắng cho Bảo và có chút hụt hẫng khi Bảo nói sẽ ra nước ngoài. Khi Bảo hỏi ngược lại em có muốn giữ anh không thì Khuê lại bảo nếu đi tốt cho anh thì anh hãy đi. Bảo nói sau này thất nghiệp anh đến đi ship cơm cho em có được không? Khuê nói chỉ cần anh muốn là được. Điều đó khiến Bảo vô cùng vui mừng vì biết rằng Khuê vẫn rất quan tâm và lo lắng cho mình, chứ không chỉ có một mình Bảo quan tâm lo lắng cho Khuê. Thế nhưng cuối cùng ý đồ nói dối của hai anh em Bảo và San đã bị Khuê phát hiện ra. Khuê giận dỗi vì mình đang phải lo bao chuyện mà Bảo và San lại nói dối, khiến Khuê phải cuống cuồng lo lắng. Thấy Khuê giận dỗi, Bảo tỏ ra hết sức vui mừng vì biết rằng trong mối quan hệ tình cảm giữa Khuê và Bảo không phải chỉ có một phía từ Bảo, mà cả Khuê dù không nói ra nhưng cô luôn quan tâm lo lắng cho anh. Tập 44 Hoa Hồng trên ngực trái sẽ được lên sóng lúc 21 giờ tối thứ năm, ngày mai mùng 2 tháng 1 năm 2020 trên VTV3. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.